Yo, what's up? Chào mừng anh em đã quay trở lại với đối chuyện chân lý TFT Mobile Ranking. Và sau khi bất lực trầm cảm một thời gian dài, cái heo đánh còn vô top 2 mà chưa có clip top 1, nên là cũng chưa có up đội hình lên cho anh em xem được. Thì hôm nay một cái đội hình mà cái heo thấy là nó khả quan, khả thi và anh em chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều lợi tức lợi ích từ đội nó, đó như là đội hình Hot Steel. Thật ra thì đội hình này từ đầu mùa nó cũng đã khá là hot rồi. Tuy nhiên thì dạo gần này thì có một số những cái đội hình phép, rồi đội hình tay to mặt lớn này kia cũng ra, này kia cũng gây khó dễ cho mọi người, cho nên đội hình Hot Steel này cũng bên nhạc Hot Steel thu thập trái tim của bạn sẽ giúp bạn leo rank Okala hơn à. Cái heo được con bạch tuộc vô chi. Thì con carry chính là con cái heo cứ nhầm nó với con Lucian, con Athelius nha mọi người. Cứ lộn nó với con đó không. Thì cái đội hình này thì mọi người khởi đầu thì có thể kích hoạt tạm đỡ 3 móc hết steel cũng được. Và có thể bắt đầu với cái con Cookie hay là những cái con tướng có sẵn. Thì hiện tại con John cũng khá là trâu, cái heo đép thêm con John. Và sau đó thì cái heo có xin ý thì cái heo thay vào để kích hoạt được viên xạ. Mình thuộc của cái heo kỹ năng hơi bị vô chi, hơi bị dễ thương luôn, thấy không? Đó thì có một bạn và nó cũng có con Scante kìa. Khúc đầu thì cũng không có gì để nói hết chứ. Nhưng mà khúc đầu may mắn là cái heo ra con Modern Kaiser nên là tanh cũng trâu. Cái heo thay con bốn giò đó ra, yếu ớt sinh lý. Nhạc căng quá không. Thì Apelius thì mình cố gắng khởi đầu thì nó là tướng hai tiền, cho nên là khởi đầu thì cố gắng roll được thì mọi người cứ roll ha. Sau đó thì nó ra con Scante thì các bạn cứ bỏ nó vô là các bạn sẽ có được 3 hit steel và 2 liên xạ rồi. Bên kia cũng chơi đội hình giống cái heo à. Nói chung đội hình này thì hiện tại cũng đang hot, nó cũng nói chung là các bạn sẽ được một đống đồ luôn. Đại khái rớt đồ, rớt trang bị, rớt kiểu. Nói chung mình sẽ có lợi tức kiểu dạng một dạng đầu tư vậy. Và nếu như bạn không chơi đội hình này full 7 hit steel chẳng hạn, thì các bạn có thể chơi kiểu 3 hit steel để lấy lợi tức ít thôi. Thì các bạn có thể kết hợp nó với những cái đội hình khác cũng được. Các bạn cũng đã chơi thử và các bạn cũng có thể vào được top. Tuy nhiên thì được top 1 luôn thì nó hơi khó ha. Chỉ là các bạn có thể leo rank đội hình này thì chắc chắn là vào được top rồi đó. Thì cái heo cho mẻ tầm tốc đánh chứ. Nhạc dùng dọc kinh kịch rồi. Nhìn hề hước, dễ trí lắm. Con bạch tuộc tăng động. Thì thực ra cái trận hôm nay là top 1 rồi đó. Thì ở round này thì giữ thêm ít tiền để đánh quái. Chủ yếu nếu Apelius lên được 3 sớm thì tốt, thì bạn sẽ có một cái chuỗi lợi tức thắng dài dòng lòng ngoằng nhiều tiền. Nó kích thêm được 2 hit steel nữa. Đấy, lấy được Apelius thì ngon. Cái heo bán lấy đầy đồ luôn.
nào mà ra được cái Caesar Palace thì xuất liền. Nói ít làm nhiều. Thật ra nếu có cái đồ gỡ trang bị thì cái này cũng sẽ rỡ ra cho nó đỡ. Tại vì Amphilia thì nó sẽ lên được 3 sớm hơn. Tại vì nó không có. Mà giờ nếu không để trang bị cho nó thì cũng không được. Xong rồi con Aegis nó cũng ra sớm. Nên cái hơi kích 5 luôn ha. Lên móc 5 luôn. Còn bạn nào mà chưa có Aegis ra thì các bạn có thể để Zenith đép tạm cũng được. Có Modern Caesar nó mới chống chịu được phần nào chứ còn cái chống chịu của đội Hestile nó cũng hơi kém nha mọi người. Tê. Bên kia cũng chơi đội hình nó ná cái heo quá vậy, Ron hoài không ra tướng. Nếu như mà các bạn phát hiện một cái đội mà giống dạng chơi đội hình giống mọi người á thì mọi người có thể tạm khoan Ron cũng được. Để cho từ từ nó ra. Nhiều khi bạn Ron hết tiền mà nó cũng không ra con đó. Vừa lỗ mà nó vừa bình tĩnh mình để tiền mình. Nói chung cũng tùy trận quá, nhiều khi cái heo cũng gắn Ron giành giật cái kiểu. Mà sau đó cái heo rút kinh nghiệm rồi. Cái heo quyết định là để tiền tăng level thì ok hơn. Như mọi người thấy thì cái ấn Hestile thì nó cũng dễ làm đó. Các bạn ghép được cái ấn Hestile xong rồi cho Modern Caesar ha. Modern Caesar tăng cũng ok luôn. Giờ nó hơi chưa có đồ nữa, nó cũng hơi kém. Nên sẽ mất máu một chút đỉnh cái khúc này. Nhưng cũng đừng lo lắng. Thường thì cái heo sắp đội hình thì có đôi khi cái heo cũng sắp cho nó đều đẹp nữa. Cũng có mục đích gì đâu. Vậy khi sắp đều đẹp, thấy xích thì sắp vậy đó. Tanh đứng trước, tay dài đứng sau. Như khi bị bệnh, mắc cái bệnh mắc cái bệnh gọi là gì ta? OCD. Phải đúng chỗ rồi. Nó mạnh cũng chế. Nói chung là cái Hestile này lợi thế là nó sẽ giúp cho các bạn có rất nhiều lợi thế về trang bị, về slot, về tiền. Nếu các bạn lên được 7 sớm như cái heo thì cái gắn là mình sẽ top 1 nhanh chóng thôi. Còn như bình thường thì ví dụ như các bạn không có được ấn hay không có được cái con Lucian siêu sao chẳng hạn thì nó cũng sẽ hơi vất vả chút xíu. Bạn cần phải có đồ tanh cho hàng trước cho nó có thời gian chống chịu. Bên kia Zenith đã lên được 3 rồi các bạn ạ. Nên khúc này là mình đội hình nó still bắt đầu yếu. Mặc dù các bạn thấy đang kích được 7 móc nó chỉ có lợi ích về mặt lợi tức thôi. Còn về đam, về tanh nó vẫn yếu. Nó còn phải có con khai cơ nữa. Cộng thêm slot vô cho nó đông vui lấy thịt đèn người. Chiến thuật không bao giờ lỗi thời. Heo bỏ thêm liên xạ, cách clean giờ này cũng khỏe, cũng hot. Bỏ thêm chị hình mà nó khỏe, heo bỏ đi hết. Nói chung cái đội hình này thì chỉ sợ gặp mấy con sát thủ thôi mọi người. Tại cái hàng sau nó yếu bóng dí quá đó. Nhưng mà đội hình sát thủ thì hiện tại cái heo thấy có ít người chơi. Chưa gặp sát thủ nữa mà yếu bóng dí hết rồi. 47 máu thì cũng hơi hoang mang chim én chút mà. Do yếu quá chịu nhìn cái đồ thì thấy ngán ngẩm. Chiến thuật lấy thịt đè người. Còn biển ngạn hoa nãy giờ qua cứ ngó cái heo hoài luôn nha. Thấy mấy lần rồi đó.
gọi là cái gì ta, có gì đâu mà ngó, cũng vậy thôi chứ đâu mà ngó. Sẻn quá trời luôn, xúc cái sẻn nè. Hay cũng muốn thử kích lên được móc 10 hết steel như nào nhưng mà hơi khó à. Phải được kiếm thêm 3 cái ấn. Để hết steel nó có ấn mà. Con nào 5 tiền các bạn cứ bỏ vô đi ha. Khỏe cứ bỏ vô đi. Nhìn hình cái heo vô chi á. Mình yếu ớt, mong manh gì dở. Ồ bên kia gà ồ rồi. Bên kia những rau. Để bên cái heo chỉ được cái đông thôi. Nè. Nhạc dưỡng chơi nhạc cũng hơi mất thời giờ chứ. Mà cũng được đi. Được cái đông nên nó cũng đỡ. Trời ơi, có khi mới cuồng đào nữa. Nó bắn chứ. Tiền luôn rồi thấy không? Biết nói chung khúc này cái heo cũng hơi lỡ dở lo suy nghĩ bỏ đồ cho con gì heo lâu chứ. Chỉ cái heo cũng vô chi lắm. Nên 8 hơi chậm nhưng nó bông lỗ lắm mà cũng không sao, mình nhiều tiền. Có gì nên cứ bỏ vô hết. Có Lucian, Kathleen nó mạnh nhưng mà nó bắn chậm lắm. Lucian nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, nhảy tới nhảy lui cũng hoành tráng hơn. Đó, các bạn nhìn đội hình biết sao top 1 rồi đó. Đông, được cái đông người. Nó chứ đông người mà chơi không kéo. Có mấy lúc cái heo cũng kiểu được đông người vậy đó mà đội hình chịu không nổi. Con nào mạnh cái heo mua thay vô hết. Rồi bỏ con mồi khai sơ ra luôn. Yurik nó mạnh hơn. Rồi con EZ nó cũng phải giật chứ. Tầm này vẫn còn một sao kiểu. Các bạn cứ bán thay giống như heo. Cứ thử nghiệm hết đi, thua thôi. Lúc này 23 máu cái heo thật sự thì cũng hơi hoang mang dữ lắm. Trong lòng mình tỉnh vậy thôi chứ cũng hoài nghi nhân sinh về sự chọn lựa của mình. Nhưng mà tại vì kiểu cũng bất đắc dĩ dữ lắm, hiểu không? Nên cái heo mới cân nhắc rồi có nên chuyển qua tài tàu mặt lớn không. Vì thế nó cũng bắt đầu yếu yếu. Bởi vì như cái heo nói, cái đội hình này nó chỉ có lợi thế về mặt lợi tức thôi. Nếu các bạn có thể lợi dụng nó để xây dựng cái đội hình các bạn muốn thì nó sẽ lợi ích hơn. Nếu mà không khéo thì 7 hết steel vẫn thua như thường. Nếu mà không lên được 3 sao nè. Giống như cái heo chẳng hạn bị tranh đội hình hoặc là không có nhiều slot như cái heo thì sẽ rất dễ thua. Nhưng nó cũng rất dễ thắng. Thế thì các bạn có thể lợi dụng nó để kết hợp với cái đội hình khác. Khúc này cái heo mới bán bà nó con tính bán con mới thay tay ta mặt lớn vô. Nên EZ cho nó Cho nó trâu, nó in tiền trâu. Tại vì con Lucian nó không lên được 3 sao. Tiền nhiều quá trời á. Vậy chứ độ giàu của đội hình này các bạn không phải lo. Các bạn có thấy con nào mạnh nó thay vô ha. Trận này thì như mọi người thấy cái con cần thiết nhất hiện tại là con Kai nhưng mà nó không có. Nên chừng nào ra thì sẽ thay vô. Cái heo biết tại sao phải bỏ đồ cho Quijana. Để nó cầm tạm để lát cái heo bỏ con Kai vô á. Quijana cũng khỏe phết đó. Cũng khỏe phết thôi. Đó, ôi ôi. Đúng không? Cái heo cũng có thể lên được 9 luôn đó mọi người. Là đội hình cái heo 2, 4, 6, 8, 11. Nếu mà cái heo lên nữa là thành 12 con.
Nếu chứ nếu có đội hình lấy thịt đè người mà đánh không thắng nữa thì thật sự là rất là ái ngại. Còn dư hẳn một cái sản luôn đó mọi người thấy không? Nên là quyết định là mình lên để mình quấn luôn cho nó đông, nó không vào con khai chị. Mình vẫn giữ cái quan điểm lấy thịt đè người. Nó giống kiểu một con 3 sao thì bây giờ 12 con 1 sao. Cuối cùng ngày này cũng đến. Đồ nó không có nên cái heo lấy cái ấn cho nó rồi mọi người. Chứ khi Jana bán thì uổng quá nên cái heo giữ lại luôn. Chơi theo hình thức đông thì vui. Biết sao thắng rồi đó. Vậy rồi ai đánh đấm gì nữa. Nghe được con khai siêu sao là cũng mừng dữ lắm. Rồi đó. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video Yuchi ngày hôm nay. Chúc anh em thành công top 1 nha. Bye bye. Mama ta.